sắp nghỉ hè rồi đấy. Bạn đã biết chơi gì cho hết hè chưa? Nếu chưa thì thử thách chơi đuổi hình bắt chữ hết 3 tháng hè cùng chị Bình đối vui nhé. Đảm bảo sau kỳ nghỉ hè này, bạn sẽ trở thành người thông minh nhất trường, nhất lớp luôn. Get go! Câu 1. Đây là quốc gia nào? Nền di sản văn hóa đáng tự hào, được mệnh danh là xứ sở cầu vồng trời Âu. Câu 2. Một quốc gia có số người béo phì đứng đầu châu Âu. Nước Áo có tên chính thức là Cộng hòa Áo. Đây là quốc gia duy nhất không tham gia vào Liên minh NATO và có đến 60% số người trưởng thành tại đất nước này mắc bệnh béo phì. Câu 3. Đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, bạn biết không? Đáp án là Hoa Kỳ hay chính là nước Mỹ đấy. Đây là một siêu cường kinh tế khi nền kinh tế của đất nước này chiếm đến 1/4 nền kinh tế toàn cầu và đây cũng là đất nước ăn nhiều pizza nhất thế giới. Câu 4. Đoán ra được đáp án câu này, bạn xứng đáng có 10 người yêu. Campuchia, người anh em hàng xóm láng giềng với Việt Nam, nơi đây chính là đất nước với nét đặc sắc tôn sùng Phật giáo. Tiếp theo, đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới, bạn biết quốc gia nào không? Biểu tượng quốc kỳ của họ và có thể bạn chưa biết, người đứng đầu đất nước này không phải là thủ tướng mà là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Câu 6. Hình gợi ý bá đạo thế này, bạn có đoán ra là quốc gia nào không? Một quốc gia có chủ quyền rõ ràng và thưa dân nhất trên thế giới. Đất nước lạnh giá này có những nơi chỉ đạt -40°C mà thôi. Câu 7. Xứ sở của các idol trai xinh gái đẹp, bạn đoán là quốc gia nào? Hàn Quốc hay còn gọi là Nam Triều Tiên. Xứ sở Kim Chi sở hữu làn sóng giải trí đứng đầu thế giới. Bạn là fan hâm mộ của idol K-pop nào nhỉ? Câu 8. Thế còn đây là quốc gia nào? Thái Lan, xứ sở chùa vàng. Người dân tại đất nước này vô cùng tôn sùng đạo Phật và tôn kính hoàng gia. Nếu chẳng may dẫm chân lên đồng tiền của đất nước họ thì đây được coi là một hành vi phạm pháp đấy. Câu 9. Nhìn hình này, bạn đoán ngay đến đất nước nào? Đáp án chính là nước Lào, một đất nước không giáp biển nhưng lại có đến hàng nghìn hòn đảo. Trước đây, Lào có tên gọi là đất nước triệu voi, nhưng đến nay, quốc gia này đã trở thành đất nước ngàn voi khi số lượng voi còn lại chưa lên đến 1.000 con. Và cuối cùng, chỉ có những người IQ trên 120 mới biết đáp án cho câu hỏi này. Đáp án là gì đây nhỉ? Bạn thử đưa ra một vài đáp án dự đoán xuống dưới phần bình luận nhé. Và qua 10 câu hỏi đuổi hình bắt chữ ngày hôm nay, bạn thấy câu hỏi là dễ hay khó? Những video sắp tới, bạn muốn chúng mình làm về chủ đề gì thì mạnh dạn gợi ý đi nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chị Kim Bí Vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!